đây là đài truyền thanh thành phố Bà Rịa phát trên sóng FM tần số 88 MHz. Đây là đài truyền thanh thành phố Bà Rịa phát trên sóng FM tần số 88 MHz. Những thông tin sau đây sẽ bắt đầu chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 7 của đài truyền thanh thành phố Bà Rịa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Bà Rịa khóa 5 đã ban hành nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa vỉa hè và các bồn cây trên địa bàn thành phố. Đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư là Phòng Quản lý đô thị thành phố Bà Rịa. Theo đó, thành phố thực hiện sửa chữa vỉa hè và các bồn cây trên 16 tuyến đường. Diện tích lát gạch terrazzo khoảng 8.631 m², bề rộng vỉa hè tối thiểu là từ 3 đến 5 m, tổng mức đầu tư điều chỉnh trên 9,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố. Thời gian thực hiện dự án 2020-2021. Công trình mang tính chất chỉnh trang đô thị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi đi lại đối với người dân. Thành phố Bà Rịa hiện có 6.334 đối tượng thuộc diện chính sách người có công với cách mạng, trong đó có 261 mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống, 7 mẹ, một cán bộ lão thành cách mạng tham gia hoạt động trước ngày 1 tháng 1 năm 1945. Số đối tượng chi trả hàng tháng là 1.451 đối tượng. Trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo cho đối tượng trọng tâm của chỉ thị 26 về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Và anh đã mơ về ngôi nhà. Tiền ở đâu mà mơ về nhà với cửa với ông xã? Không chỉ có mỗi nhà đâu bà xã ơi. Chỉ cần gửi tiết kiệm 25 triệu tại Vietbank, gia đình mình đã có cơ hội trúng căn hộ trị giá 1,5 tỷ. Rồi 5 gói bảo hiểm nhân thọ trị giá 500 triệu. 8 gói trang trí nội thất trị giá 400 triệu cơ đấy. Chỉ cần gửi 25 triệu thôi là đã có cơ hội trúng lớn vậy hả ông xã? Chuẩn luôn. Không những thế, khách hàng gửi tiền tiết kiệm còn có cơ hội nhận ngay bình giữ nhiệt, dụng cụ làm bếp, cây lau nhà, nồi cơm điện, máy lọc không khí. Hôm trước, đồng nghiệp công ty anh đi gửi tiết kiệm còn trúng luôn giải Lộc Phát 1 triệu đấy. Vậy khoản tiền thưởng dự án anh mới nhận, mình đem gửi luôn đi anh. Mấy khi nhiều ưu đãi lớn thế này, phải tranh thủ ngay ông xã ơi. Được, lên xe anh chở tới Vietbank luôn. Vietbank tiết kiệm trúng nhà, nhận quà sức khỏe. Hotline 1800 1122 hoặc truy cập website www.vietbank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Chương trình thời sự hôm nay của đài truyền thanh thành phố Bà Rịa phát trên sóng FM tần số 88 MHz đến đây đã kết thúc. Thân ái chào tạm biệt. Thân ái chào tạm biệt. Thân ái chào tạm biệt. Thân ái chào. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.